Em à, có những lúc cảm xúc nó rất là khó để nói ra. Mỗi lần anh đặt cây bút xuống, nghĩ đến em, nghĩ đến những lúc em cười với anh, anh chỉ muốn dành cho em những lời ngọt ngào nhất, chân thành nhất. Nên lúc mà em đang nghe bài này thì có lẽ anh đang flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok. Lâu kia nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, 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 yeah. Flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok. Lâu kia nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, 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 chăm chỉ như kiến sáng như sao. 24/7 flow thông thạo. Có em nói khẽ là hôm nay mình sẽ mua được vài chai bia để uống cho sộp sáo. Cầm JBL không cần thông báo. Timberland mới mua bão không sao. Em không cần lo chuyện anh đi chơi. Anh gọi đấy là chồng bảo. Hey, hey, fly boy in city never popping in the scene. Paint the perfect picture about the flexing. You know what I mean. Khi em vẫn thao thức ở trên giường với chiếc điện thoại, anh vẫn đang chơi ngoài đường hết một đêm dài. Gọi thêm anh em lúc 2 giờ sáng dậy em ngủ sớm. Đừng buồn bởi vì anh đang flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, flexing, flexing. Flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Yeah, flexing trên sức ok. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, flexing, flexing. Thằng mập nó vừa mới đến đã chạy ngay vào trong để kiếm lấy một gói pinasu. Đầu nó trong vào quần của nó thụng chân nó để đổi nền rock cũ. Hôm nay anh cho nó làm máy chủ. Mất 5 giây để nó turn on SoundCloud. Mấy bài drop mới just out now. Drop vừa đến bọn anh nổ não. Và có thằng Việt như mọi khi. Mất 1 tiếng sau khi gọi nó mới đến. All black như mọi khi. Giờ nó ngủ là sáng, giờ làm việc là buổi đêm. Anh sẽ kiếm rất nhiều tiền. Drake kiếm tiền để chơi gold. Còn đến lúc mà anh giàu, anh sẽ khảo thằng Việt hàng ngày mới đa trộn. Flex me, bọn anh có kiến thức. Flex chào mừng tôi là việc vừa qua. Troy Boy mới ra album, bọn anh gọi đêm là giờ để khải phá. Ngăn lạnh luôn có kèm cá. Nhưng thứ sáng nhất đang ở đằng sau. Indomie tím mộng mơ, anh khúc đã chết cùng với rau củ quả. Hàng không xuất xứ là hàng giả. Hàng đang khuyến mãi là hàng tồn. Tiêu dùng thông minh, lại còn đẹp trai nên em không thể chạy trốn. Nói chuyện nghệ thuật và từ tốn. Dù bọn anh luôn có nhiều fan. Lập dự án mới trong lúc anh đang chơi. Mong em ngủ ngon khi anh ngắm ngày tàn. Flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, flexing, flexing. Yeah. Flexing trên sức ok. Flow anh có đấy trông cậy. Flexing trên sức ok. Lâu kỳ nên em không thể thấy. Flexing trên sức ok. 24/7. Flexing, flexing, flexing. Và đó là bức thư tình anh viết tặng cho em. Tuy không phải người xên xùa, nhưng vì em mà anh viết lên những câu hát này. Giờ thì đi ngủ đi em.